tôi cam kết chữa khỏi 100%. Còn ai đang gặp các vấn đề thì xương khớp hỏi cho tôi cam kết chữa khỏi 100%. Lại tập nửa rồi, đừng dừng lại. Lại cu, a à cả cu. Dịch giã đang căng thẳng như thế này mà các cụ lại tụ tập tập thể dục thể thao trước cổng Thiên Đình nhá Rí à. Thôi về đi, nhanh nhanh cái chân lên để các táo con vào trâu. Thật trước này. Dạ anh Lộc. Tao mới sáng sớm mà ầm ĩ hết cả lên thế hả? CDC Thiên Đình thông báo hiện khu vườn đào Thiên Đình sẽ từ vùng cam chuyển sang vùng xanh. Mọi người mau đến vui chơi kẻo lại bị chuyển sang vùng đỏ. Sánh rồi anh ơi. Ôi nhưng mà không được rồi anh ơi. Sao? Theo như bản đồ thiên giới ấy thì một nửa khu vực vườn đào thuộc cổng Thiên Đình đáng là vùng xanh đúng không? Đúng. Một nửa khu vực cổng Thiên Đình đáng là vùng cam. Thì bây giờ mình đóng cổng Thiên Đình hay là mở cổng Thiên Đình à? Mà bây giờ mở cổng Thiên Đình ra mà nhớ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Mà đóng cổng Thiên Đình vào thì các táo không được vào trâu thì mình cùng chết. Thế bây giờ phải làm thế nào? Thì... À đúng rồi, này. Khó quá thì gọi điện hỏi ý kiến Ngọc Hoàng xem rắn. Không được. Rắn? Ngọc Hoàng đã bảo rồi. Ngọc Hoàng phân cấp phân quyền, tự chịu trách nhiệm. Rồi thì anh quyết định đi, trách nhiệm và nghĩa vụ là của anh mà. Cầm lấy. Cái gì đấy anh? Tung đồng xu lên. À. Hai. Hai. Sấp là đóng cửa. Dạ. Ngửa là mở cửa. Dạ. Ngửa. Ngửa thì sao? Mở cửa. Ra nào đi. Dạ. Anh em, mở toang cổng Thiên Đình ra để đón các táo vào châu. Mày là người ra quyết định mở cổng. Mày là người chịu trách nhiệm. Dạ, em là người chịu trách nhiệm. Em lỗi anh, rửa lắm rắn của anh ơi. Tôi bị Tiền Đình. Sư mấy cái thằng ấy mỗi cái việc gác cửa vào mở cổng, gọi 3-4 lần nó không mở. Cái bọn trên Thiên Đình này bây giờ nó cũng như cái bọn dưới hạ giới, vinh vinh váo váo bố láo không ai bằng. Đấy là mình là táo đấy nhá. À. Đi có một đoạn đường thôi mà còn vất vả gian truân thế này, bảo sao mà dân thường người ta hay than là khó như lên rời. Cảm ơn các chị ạ. À, mà cá của các anh các chị đâu? Đưa đây bọn em cất cho. Đúng rồi, cá mốt. Chúng mày không có mắt à? Mày nhìn thế nào mà mày không nhìn thấy cái công trình thế kỷ của tao đây à? Ôi trời ơi. Đẹp quá. Hoành tráng thế này, bao nhiêu công sức thế này mà. Đẹp thật. Này ông nhãi. Dạ. Từ nay nhá, tao đi bằng cái này lên chầu trên Thiên Đình. Đừng bao giờ mà hạch sách chúng tao là cá chép đổ đâu nhá. Dạ. Đây có phải là cái tàu mà anh làm từ hồi bọn em còn bé tí kỳ ti? Thế bây giờ nó chạy được rồi ai? Chạy được thật ái. Chúng mày hỏi tử tế hay là hỏi để? Thật tâm ạ. Dạ tần đáy lòng luôn đó. Thật tâm cái gì? Tao lạ gì nữa? Dưới kia nó móc máy tao suốt đi. Làm 10 năm cho nó chắc. Hỏi vớ va vớ vẩn. Mà cái việc của chúng mày là việc gác cửa. À. Biết cái gì về kỹ thuật hiện đại mà mày chó mõm vào đây? À, anh bảo thế nhá. À. Thì bây giờ em chỉ làm đúng phận sự và nghĩa vụ của mình thôi. Đúng rồi. Các em! Dạ! Một thằng ngang tập hợp! Rõ! Úi giời! Đề nghị các táo cho kiểm tra phiếu tiêm và phiếu xét nghiệm PCR âm tính theo đúng như quy định phòng chống dịch ạ. Tao nói cho mày biết nhá. Ở đây toàn các quan đầu ngành của Thiên Đình. Tao chúng mày không phải cái loại lưu tiều vỡ vẩn nó mà hạch sách những cái thói thường ấy nhá. Anh ơi! Bọn em chỉ làm đúng theo quy định thôi. Các anh chị nghe đây, muốn mong được sớm vào chầu thì hãy tuân thủ chấp hành 5K. Mọi người phải giãn cách ra, dùng dịch khử khuẩn, sát cha vào tay. Dạ. Chị cũng ạ à mày. Ước dịch bệnh khó khăn thế này mà các ông cũng có tâm hồn để phun thơ được. Làm sao mà phải giãn cách? Đây nhá, là đi cùng một hội. Một đứa mà dính thôi là đi cả chùm. Mà chúng mày là dính rồi đấy. Ôi giời. Anh Mân Rắng ấy đi mà Mân Rắng ấy, chị nói đúng rồi đấy. Rắng anh,
Này là bọn táo tăn ngồi cùng một tòa nhau nói chuyện với nhau ăn uống đầy đủ cả rồi. Từ này là chị y tế chị đứng chị phà vào mặt chúng mày, tao được giải bản vào mặt đây. Anh nói thế là vô trách nhiệm nhá. Nhớ mày cả cái quãng đường từ dưới hạ giới lên đây anh va quệt vào phải F0 thì làm sao? Mày bảo anh va quệt vào F0 hả? Các chị... Ở đây toàn các táo đi mây về gió nhá. Mà chưa kể hôm nay các táo đi lên thiên đình bằng cái con thần lằn lửa này của anh Giao Thông nhá. Úi dồi, sao lại gọi là thần lằn lửa? Đây là cái tuyến đường sắt cờ lờ trên cao. Biết nó là chất lượng rồi. Ừ. Nhưng phải nói là thần lằn lửa cho người dân người ta dễ nhớ. Cũng hay, nghe cũng đề hay. Đề nghị các táo tập trung làm theo đúng quy định đi. Họ đề ra quy định, tốt nhất là mình cứ thực hiện. Tất cả ra đây, em mở cái app y tế quẹt một thẻ dạ. Nhanh còn vào biếu quà đây. Dạ được rồi, dạ được rồi chị ạ. Chị cầm được chưa? Dạ vâng ạ. Hai. Ê, anh kinh tế. Dạ dạ. Cái gì? Anh ơi, nhưng mà cái PCR anh quá hạn rồi. Thôi anh quay trở về hạ giới test lại đi. Sao là quá hạn? Quá 5 phút rồi, anh bước sang tiếng thứ 73 rồi. Trời ơi, về đi. Anh thông cảm ạ. Tiên sư chúng mày nha. Tao test ở dưới kia có hạn là 72 tiếng. Dạ. Tao đã đi nhờ tàu của anh Thông rồi. Phải lượn ở trên kia bao nhiêu lâu chúng mày cũng không chịu mở cổng. Chúng mày không cho tao vào. Xuống dưới này thì chúng mày là hoạnh hoẹ đủ giấy tờ nọ đủ áp kia. Thế bây giờ chúng mày bảo tao quá hạn 5 phút chúng mày không cho tao vào. Thế bây giờ chúng mày muốn gì? Tao không cấp tiền cho thiên đình nữa thì chúng mày có sống được không? Chứ bọn em cũng nhỏ biệt được thế nhưng mà quý đình. Mày có muốn không? Dạ linh động cho anh táo kinh tế vào trước ạ. Nhưng mà anh ơi, trước khi vào thì anh ra đằng kia anh test nhanh giúp em có được không? Lại tiên sư chúng mày nhá. Ở dưới hạ giới 2 ngày ta phải test một lần. Bây giờ chúng mày nhìn mũi ta xem à. Lỗ mũi nó có to như lỗ cống không? Thế mà bây giờ chúng mày lại bảo tao vào trong kia tao test nữa. Thế lỗ mũi tao nó to như cái lỗ... Em biết cái mũi anh nó to rồi. Nhưng mà đây là quy định của thiên đình. Anh chịu khó cho nó to ra thêm một tí nữa anh nhá. Dạ, anh ơi, biết là khó chịu nhưng anh chịu khó nhá. Được rồi, nói thế thì được. Tôi là y tế. Dạ. Miễn kiểm tra. Hai chị táo y tế. Dạ. Mà báo cáo chị, năm nay chị không phải vào châu đâu. Ôi anh, sao lại không phải vào châu? Dịch giá bây giờ căng thẳng. Dạ. Nguy cơ bùng phát cao. Vì vậy, Ngọc Hoàng quyết định táo y tế không phải vào châu mà ngay lập tức quay đầu về hạ giới để hỗ trợ phòng chống dịch, đảm bảo cho người dân một cái Tết an toàn. Tôi còn rất nhiều việc cần xin ý kiến chỉ đạo của Ngọc Hoàng. Bây giờ mình ngán chân giữa đường thế này chị biết xoay sở thế nào? Thì em nói là em đã nói hết mớ. Sau buổi châu, Ngọc Hoàng sẽ họp trực tuyến cùng với lực lượng y tế ạ. Cái này là ưu tiên đặc biệt một mình táo y tế thôi. À, quá được. Chào các chú nhá. Chị về chị connect với Ngọc Hoàng. Thôi đúng vậy, đúng vậy. Để đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch, năm nay sẽ hạn chế số lượng táo lên chầu. Ngoài táo y tế phải về hạ giới ra thì táo giáo dục và táo nông nghiệp cũng phải về luôn. Anh ơi, lần đầu em được lên chầu các anh lại bắt quay đầu là sao? Bao năm bao tháng ước ao lên đây chưa được đi vào lại ra. Anh ơi, lắng nghe nhá, chú. Nên anh bảo đây này. Dạ. Anh là chỗ thân quen, anh quan hệ tốt. Dạ. Anh còn chơi cả hai bố thằng này cơ. À, thế lát anh xin cho. Vâng. Thế anh xin hộ em cái. Rồi đi. Anh ơi, thằng kia là em vừa đuổi nốt rồi. Ừ. Bây giờ còn mỗi một mình em thôi. Dạ, anh xem thế nào anh linh động anh cho em vào em chầu một phát. Chú thật với hai anh. Đây là cái nhiệm kỳ đầu tiên em được lên đây. Rất là nhiều vấn đề mà em muốn gặp Ngọc Hoàng để mà em. Này. Cái vấn đề của ông bây giờ là đi về. Thế khẩn trương thì gì lành rồi, chỉ thì rồi. Này, giáo dục, y tế, nông nghiệp. Dạ. Ra bảo, không phải vào. Dạ. Mà nếu mà về thì đi tàu của tôi mà về. Ôi giời. Tàu đằng nào cũng lâu nay toàn đi không. Đi, mà lên đi, lên đi. May quá, còn gì. Về bên kia đấy à. Về nhá. Về nhá. Về nhá. Về nhá.
chuẩn bị cả năm lên để báo cáo. Cuối cùng thì không được báo cáo thì cũng buồn chứ. Nào thế bây giờ ai vào chầu đầu tiên nào? Gì đấy? Cái gì đấy nhỉ? Còi tàu chia tay đấy. Các táo đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng làm gì? Bắt đầu ngoáy mũi. Ôi trời ơi. Ngoáy mũi rồi. Sao thế nhỉ? Ôi trời. Ai làm cho thế? Ui, cái đội ngoáy mũi này kinh này. Nhìn mặt đứa nào cũng hầm hố bà ơi. Sợ quá nhỉ. Ừ. Đấy, tiếp. Mặt trên đây như này là chi đội ngoáy à? Ừ. Ngoáy hết mình, làm mọi thứ bảo vệ thiên đình. Dù các táo có cố cầu xin, cũng đừng hòng mà vào đây hoan binh. Ôi cái năm vừa qua, nơi cao vận hàng đã trôi qua rồi, tôi đã về trời. Mà sao ông còn chọc ngoáy thôi. Tên cứ tên cả năm, cứ như thế này. Mũi em bây giờ thật khỏe cả rồi, mà vì sao anh chưa muốn thôi. Em nghe thêm đủ hay, có cái xe rờ mỡ đầu thật rồi. Thôi thôi bằng đời, mà lên trên chọc em. Thôi rồi, còn chi đâu em ơi. Có còn lại trăng xương thôi. Trong cơn thương đau men đắng. Mất hết vị giác, khiếu giác rồi thì ăn uống gì chả đáng. Hai tuần ngồi trong khu cách ly. Hai tuần nằm trong khu cách ly. Bao giờ được xa khu cách ly. Ngọc Hoàng trong đó cách ly bao lâu nay. Ngồi buồn ôm ấp cây guitar trong tay. Tết rồi, đã không còn gì thật rồi. Ra khởi bẩm Ngọc Hoàng, một vạch âm tính tuyệt vời. Ngọc Hoàng ơi! Một vạch rồi. Giỏi rồi à? Âm tính rồi à? Âm tính rồi ạ. Ui dồi ôi, sau 14 ngày mà nó lại dài như mấy nghìn năm thế này. Cũng là may đấy, nhờ cái cách ly này ta lại học được cái món đàn này đấy. Dạ, quá hay ạ. Thế bây giờ là chuẩn bị xiêm y để vào chầu chứ hả? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Ừ? Còn một chuyện thần chưa báo cáo ạ. Công đoàn Thiên Đình có chính sách hỗ trợ cho những người mắc Covid. Ừ. Trong danh sách đó có tên của Ngọc Hoàng đấy ạ. À, chu đáo quá nhỉ. Dạ vâng, thế thì thần sẽ bảo công đoàn chuyển vào cái số tài khoản của Ngọc Hoàng là 041... Không không, cái đấy nó dài, khó nhớ. Cứ thế này, chuyển alias tài khoản Ngọc Hoàng. Dạ chỉ đơn giản ngắn gọn thế thôi ạ. Ừ. Ui, dạ đúng là tên nổi bật, tài khoản chất. Giao dịch thế này nó mới nâng giá trị cuộc sống ạ. Ừ. Thế thì thần cũng phải làm một cái là alias tài khoản trợ lý. Ừ. Được, được, được. Dạ. Này thế ta đi chuẩn bị xiêm y nhá. Dạ. Nhờ làm việc gương mẫu mới có ngày hôm nay. Chích 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 cô lêu lêu, ồ lêu, ồ lêu. Chào mừng nhiệm kỳ mới có anh và tôi đây. Chích 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 cô lêu lêu, ồ lêu, ồ lêu. Anh lên đây trợ lý, anh lên đây tham mưu. Mang hết tâm đức lên đây vì thiên đình ta. Từ ngày nhận được chứng thấy trong lòng hân hoan. Sương ôi vui vui, cực vui, cực vui. Mà giờ châu sắp tới thấy trong lòng run run. Cứ nghĩ tới thấy lo lo, lại run lại lo. Chân tôi như đeo đá, vai tôi như bê tạ. Các táo ai
ai cũng thông thái. Ta đối diện làm sao đây, nhịp tim đập nhanh. Các táo ai cũng uyên bác, ta biết phải làm sao đây. Sợ run cả tay, sợ run cả chân. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Ờ, bình thân, người nhà, miễn lễ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, sắp đến giờ chầu rồi mà thần cứ tim đập chân run. Thần không biết được là liệu có làm được tốt như anh Nam Tào và anh Bắc Đầu cũ không ạ? Cứ yên tâm, đừng lo. Các người có biết là các táo là những người hiểu biết rộng. Quan hệ của họ thì sâu lắm. Họ biến hóa khôn lường. Chính vì vậy mà khi họ vào đây là hai người phải chủ động tấn công, dồn ép, bới móc để cho họ bức xúc. Dạ. Lúc đó mình nắm bắt được những cái gì họ nghĩ, hiểu chưa? Dạ, nhưng mà nhỡ lúc đấy người mà bị tấn công, bị vùi dập là hai chúng thần thì sao ạ? Cứ yên tâm, có ta ở đây rồi. Dạ. Ta dặn cái này này. Cái này ấy, nó là vấn đề ngoại giao. Khi các táo vào đây, họ rất hay bắt tay mình. Dạ. Chính vì vậy, nếu mà bắt tay theo cái kiểu như thế này này. Dạ. Tức là họ muốn trói giật cánh khỉu mình. Ui giời. Mà bắt tay theo kiểu như thế này có nghĩa là họ muốn phanh thây mình ra. Còn khi họ đưa tay bắt thế này rồi họ giật lại, có nghĩa là họ muốn lôi kéo mình về nhóm lợi ích của họ, nghe chưa? Dạ. Chính vì thế mà khi mình bắt tay thế này mình giật lại ngay để cho họ không biết mình là người như thế nào. Làm thử ta xem nào. Dạ. Chậm lắm. Cái bọn táo này nó nhanh hơn nhiều. Thế hả? Nhưng mà thôi, cái này có lẽ cũng phải để năm sau. Vì năm nay là dịch bệnh, cho nên mình cứ thế này là xong này. Cứ thế này là xong ạ. Cứ cùi trỏ thế này. Cùi trỏ hay là lên gối, cái đấy nó tùy vào tình hình dịch bệnh, nghe chưa? Dạ. Thôi bây giờ cho táo vào đi. Mời táo đầu tiên vào chầu. Này, sao lại run thế? Đàng hoàng lên, nói to lên. Nói thế thì ai nghe được? Ok. Này. Dạ. Thần ạ? Mời đi. Xin phép Ngọc Hoàng ạ. Cho truyền Ngọc Hoàng vào chầu. Ui giời ơi. Nào, mạnh dạn lên, đúng phận sự mà làm. Mời cháu âm tính nhá. Mời táo âm tính đầu tiên vào chầu. Lùi ra. Lùi ra lớn. Thầy bảo Ngọc Hoàng, thần táo giao thông kính chúc Ngọc Hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Miễn lễ. Thầy bảo Ngọc Hoàng, năm vừa rồi giao thông của thần ở dưới hạ giới dạo vui ít buồn nhiều. Vui là vì là tai nạn giao thông giảm hẳn, vậy dân có được ra đường đâu mà có cơ hội đâm nhau. Còn buồn nhiều là vì cả hạ giới một nỗi buồn thê lương, tất cả phong tỏa, không ai để ra khỏi nhà. Ngọc Hoàng còn nhớ trong một buổi chầu của mấy năm trước, khi mọi người truy vấn thần về nạn tắc đường. Ồ, lúc ấy thần bí quá, thần mới vang ra một câu: này, đến một cái ngày nào đấy mà bỗng dưng đường thông hè thoáng, không còn nạn tắc đường, lúc ấy dân không chịu nổi đâu. Thần có tài tiên tri, ngày ấy đã đến, tất cả là phong tỏa, không ai được ra đường. Trời ơi, lúc ý dân buồn, thèm được nghe một tiếng còi xe máy, thèm được hòa mình vào dòng khói bụi đông đúc của cảnh tắc đường như ngày xưa. Đến khi lệnh giải tỏa được ban ra, dân lập tức tràn ra đường. Trời ơi, lập tức lao vào đám đông, hít hà hơi xăng như hứng từng giọt oxy để duy trì sự sống. Ừ, lúc ấy thần mới thấy sức mạnh của thần nó là như thế nào. Thần mới quyết định rằng ngay thần đóng, ngay thần mở. Cho dân biết thế nào là lễ độ, dạy cho dân biết rằng là chửi giao thông thường không có lợi. Anh giao thông này, đấy là vì lý do dịch bệnh người dân mới hạn chế ra đường. Thế mà anh nói cứ làm như là đấy là một giải pháp hạn chế tắc đường mà anh nghĩ ra ấy nhỉ. Thằng này người bé như chuột kẹp, nhưng mà mặt nó hầm hố, chắc bố nó làm to. Này. Này, dù bố mày là ai nhá, tao cũng rốt cả bố con mày vào trong nhà, cấm ra khỏi nhà, không được ra đường luôn. Anh chả là cái gì mà anh cấm bố con tôi ra khỏi nhà. Tao không là gì, tao cũng khoanh cả nhà mày vào vùng đỏ. Tao rào kín vào à. Tao cho cả nhà mày nhún khớp tao mới dỡ rào ra nhá.
Mày nhìn nó kìa, trông nó đỏ lè thế thôi, nhưng mà tính tình rất là nền nã. Này, em hiền lành nhẫn nhịn thế này, anh tạo điều kiện cho em vào vùng xanh, đi lại tung tăng thoải mái. Dạ, vâng. Làm thơ ca hò vè không phải nghĩ. Vâng, tuyệt vời ạ. Thế tức là em được ở vùng xanh này, thằng kia ở vùng đỏ này. Rồi. Thế ai ở vùng vàng hả anh? Em vùng xanh. Vâng. Thằng kia vùng đỏ. Còn vùng vàng còn ai trồng khoai đất này? Dạ, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Dạ, táo giao thông ạ. Dạ khởi bẩm thần bon mồm lỡ miệng, Ngọc Ngọc Hoàng thứ lỗi ạ. Anh giao thông ạ, em là em sưu tầm được 4 cái mẫu giấy đi đường của anh rồi. Thế anh cho bọn em biết là từ giờ đến cuối năm anh còn định ra thêm bao nhiêu cái mẫu giấy đi đường nữa để bọn em sưu tập ạ. Này, đấy là một trong những phát minh mang tính kinh điển của tôi đấy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong cái hoàn cảnh mà trên thì ép, dưới thì chửi, chúng tôi buộc phải bàn nhau để ra một quyết định, và tôi chọn phương án cho dân chửi. Anh biết dân chửi mà anh vẫn cứ làm à? Hả? Này, có giỏi thì vào làm thay thằng này đi, xem có chịu được áp lực mấy tháng trời như tôi không. Tôi nói cho biết nhá, khi tôi cấm tất cả người dân ra đường thì nào dân kêu là gây khó khăn, không cho đi làm ăn thì làm sao phục hồi kinh tế. Đến khi mà cho ra đường lập tức tràn ra đường, tụm tụm họp chợ, rồi là tập thể dục công khai, rồi nghênh ngang bá vai bá cổ nhau. Lúc nhiễm bệnh thì lại đổ cho là giao thông này không có biện pháp để ngăn ngừa, không biện pháp để chống lây nhiễm, kiểu gì cũng dính phốt, cho nên chấp nhận chửi cho nhanh. Anh giao thông này, đấy là anh nghĩ thế thôi, nhưng mà đã bao giờ anh đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp và vị trí của người dân chưa? Này, một năm vừa rồi nhá, dịch bệnh nhá, người ta đã cố gắng, người ta vật lộn để bám trụ với dịch rồi, bây giờ anh còn đẻ ra quá nhiều cái thứ linh tinh để làm cái gì? Mày quay xe à? Mày có thích quay xe không? Sao? Thôi, được rồi, tao sẽ cho cả hai thằng, một thằng chuột kẹp, một thằng quay xe trả về nguyên quán. Tao gọi một cú điện thôi, chúng mày biết thế nào lễ độ, biết quan hệ của tao. Này, anh làm cái gì? Tao gọi cho anh này. Rồi, anh gọi, đấy, được rồi. Đây là người rất có thế lực nhá. Tôi sẽ bấm số cho anh. Anh ấy không bao giờ nghe số lạ. Tao nói một câu nhá, chúng mày mà không giật mình ngã ngồi xuống đất đừng có trách đâu. Tao gọi cho cô Đẩu nhá. Cái gì? Anh gọi cho anh. Alo, lại không thấy máy, số máy này không có thì đấy. Này, anh giao thông, cô Đẩu, cô ấy về rồi. Cô về rồi à? Ừ. Ôi, chúng mày chết ngay ở đây. Cô ấy về, cô ra sân chầu, cô ấy làm một phát, mày đừng có mở miệng mà xin lỗi tao nhé. Cô Đẩu, cô ấy về, tức là về hưu rồi. Trời ơi, bảo tắc về hưu. Đúng. Khơi bừng bao hoang. Cô Đẩu về, dạ thâm một... Cô Đẩu, cô ấy về hưu rồi. Dạ, thế còn Nam Tào thì sao ạ? Thì cũng nghỉ dưỡng bệnh. Ôi trời, sao một cái việc lớn như thế, cả Nam Tào cả Bắc Đẩu nghỉ cùng một lúc, mà tại sao trong fanpage, trong group kín không thấy một cái thông báo gì ạ? Tại vì ngươi không cập nhật đấy thôi. Mà ta xin nói thế này. Dạ. Đây là Nam Tào Bắc Đẩu mới. Lát nữa ngươi ra ngoài kia thông báo với các táo là từ nay Thiên Đình sẽ có Nam Tào Bắc Đẩu mới. À, chào anh giao thông nhá. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên, anh em chúng em lên đây làm nhiệm vụ, mong anh có gì giúp đỡ chúng em ạ. Dạ. Đừng như trên chiếc hai núi Thái Sơn mà thần không biết thế nữa. Này, các chú còn trẻ mà đã thăng tiến lên cái độ này kinh ấy. Nói chung là thế này, quá trình không quan trọng, hơn nhau ở kết quả. Các chú này, ở cái vị trí kề cận Ngọc Hoàng này mà, nó phức tạp lắm. Vâng. Nó có nhiều người đến để tiếp cận mình để xin xỏ. Các chú chỉ mỗi cái việc là đi nhẹ, cười duyên. Ai đến xin xỏ, mời mọc, van vỉ, thậm chí có đôi chút dọa nạt, các chú cứ cười nhã nhặn nhận hết, rồi kéo nhau ra vườn thượng uyển, bảo nhau rằng không làm gì cả. Kệ, hiểu không? Bây giờ thời buổi này những cái thằng không làm gì lại là những cái thằng được lòng cấp trên nhất. Một cái điều tâm huyết như anh nói với chú nhé. Trước đây nhá, một ngày làm được nhiều việc. Vâng. Nhưng bây giờ nhá, một việc phải làm trong nhiều ngày. Thậm chí là một việc đã làm trong nhiều năm. Bí kíp sinh tồn ấy. Hay quá, dạ. Cảm ơn anh quá nhiều ạ. Cảm ơn anh ạ. Thế thì bắt tay tình thân bến thân ngay. Dạ vâng ạ. Ơi, chưa quen hả?
bắt tay thủ tục thông thường ấy mà. Ôi giời, thiên đình ta thế là có được nhân tố mới, quá tuyệt vời. Một thằng mới. Dạ. Hai thằng mới. Hai. Mới mới cái gì đấy? Dạ. Báo cáo đi. Dạ. Thôi thế bây giờ thế này, công việc đã xong, giao kết đã xong rồi. Bây giờ tốt nhất là anh tuy là lớn tuổi nhưng mà là cấp dưới. Mắng đi. Cái gì ạ? Mắng đi. Dạ. Anh nên đi quen bị mắng đi. Thôi anh ơi. Không, anh chịu mới... được mà. Nhưng mà anh vừa mới chia sẻ thế. Không, không bị mắng anh không chịu được. Chú mắng đi. Mắng đi, mắng mạnh vào. Dạ, thần xin phép. Đúng rồi. Ông giao thông kia. Mạnh nữa vào. Ông giao thông kia. Tốt. Ông giải thích thế nào về việc ông cứ thay đổi sành sạch cái giấy đi đường để người dân và doanh nghiệp họ không trở tay kịp. Giao thông ở đây cơ mà, sao lại quay ra ngoài thế? Mà nếu như đổ đổ mà làm được như cái đổ trước ấy mà, ông giao thông kia, ông thế này, ông thế nhỏ, ông thế nhỏ, cái kiểu gì quá tuyệt luôn. Có làm được không? Không làm được. Thôi được rồi, để tôi trả lời với đổ luôn nhá. Này, đổ ơi, đổ vừa chất vấn nhá, thì tôi xin nói với đổ rằng, đổ tin quan chức thiên đình hay là tin người dân? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần xin thề độc với Ngọc Hoàng rằng không có một người dân nào dưới hạ giới kêu ca về giấy đi đường của thần nữa. Anh giao thông, anh bảo là không có một người dân nào dưới hạ giới kêu ca về giấy đi đường của anh á? Đúng. Được rồi, thế anh có dám đặt mình vào vị trí của người dân không? Không. Lên những cái chức này thì tụt xuống làm người dân. Tôi bây giờ đang là quan chức, nói có người nghe đe, có người sợ, làm người dân làm cái đích. Ngươi làm quan rồi. Dạ. Ngươi không làm dân được nữa chứ gì? Dạ không, không phải không làm được, nhưng mà sợ tụt xuống dưới không ngon lên được nữa. Thôi được, thế thì để ta làm cho. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Dạ không được đâu ạ. Ta cũng từ dân mà ra mà. Để ta làm cho. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, không không không, không làm dân nghèo lắm ạ. Tiền nhiều thì để làm gì? Dạ để mang về cho mẹ. Được. Ngươi không làm dân được thì để ta làm cho. Dạ. Ta đóng dân cho. Đấy. Ta làm dân cho. Chào anh. Dạ chào anh. Đang dịch giã căng thẳng này anh đi đâu nhỉ? Anh ra đây. Anh đứng dạ. Đây. Anh đứng em đây đi làm rồi. Em đi làm thôi. Đi làm à? Dạ. Anh cho anh em kiểm tra cái giấy đi đường. Giấy đi đường à? Có ngay. Dạ. Em mới xin được ở công ty ạ. Rồi. Cho anh em kiểm tra cái chứng minh thư. Ủa anh ơi, cái giấy đi đường này sao phải chứng minh hả anh? Phải có chứng minh thì mới biết là cái tên ở trong cái giấy đi đường này có phải là anh không nhá. À vâng. Chứng minh ạ. Chứng minh thì em có ngay. Hai anh ơi, em lại không có chứng minh. Thôi mời anh về, mời anh về, mời tôi về. Về. Nhưng xin lỗi hai anh, em lại có thẻ căn cước công dân có gắn chip ạ. Anh trêu chúng tôi đấy à? Dạ không, đây là vật bất ly thân, dạ anh kiểm tra. Đừng có nhờn nhá. Dạ không ạ. Ngọc Văn Hoàng, cho anh em kiểm tra cái quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty. Em có phải giám đốc đâu mà em được bổ nhiệm. Nhưng mà anh phải có cái giấy đấy thì anh mới được qua cái chốt này. Thế nhưng mà em có được bổ nhiệm đâu, em có cái giấy đấy. Khổ quá, chúng tôi cần cái giấy đấy để chúng tôi xác định được người ký ở trong cái tờ giấy đi đường này có phải là giám đốc công ty đấy không. Thế nhớ anh làm giả thì sao? À, nó lại rắc rối thế ạ. Thế tức là bây giờ em phải về công ty. Đúng rồi. Em xin cái giấy bổ nhiệm của giám đốc em. Đúng rồi. Nộp cho các anh thì em mới được đi. Đúng rồi. Thôi được rồi. Anh ơi, thế nếu mà photo được không hả anh? Photo được, nhưng mà công chứng vào. Nhá. Lại công chứng nữa. Đúng rồi. Trời ơi, sao lại rắc rối thế được. Thôi được rồi, em đi xin ngay đấy ạ. Đây đây. Tưởng diễn thế nào diễn thế này. Tôi làm tiếp. Chào anh Hen. Dạ em chào anh ạ. Anh đứng lại cho anh em chúng tôi kiểm tra giấy tờ của công ty mình đi ha. Dạ thưa anh, hai tháng nay nghỉ dịch em không có giấy ở công ty ạ. Trong cái lúc dịch giả căng thẳng như thế này á, đừng ra đường là tránh lây nhiễm, anh hiểu không? Em biết ạ. Chúng tôi chỉ giải quyết cho những trường hợp ra đường mua thực phẩm thiết yếu thôi ha. Dạ vâng ạ, em cũng đúng như thế đấy ạ. Bỏ ra kiểm tra. Dạ vâng ạ, đây ạ. Em... đâu đây ạ? Ôi trời đất ơi, mèn đét quỷ thần ơi, ba con sao. Dạ. Cái này mà là đồ thiết yếu hả? Dạ vâng ạ, cái này không phải đồ thiết yếu nhưng mà nó lại rất thiết yếu với vợ chồng em ạ. Không,
Tôi chỉ giải quyết cho những trường hợp ra đường mua thực phẩm thiết yếu thôi. Dạ anh ơi, nhưng mà anh thông cảm ạ. Vợ chồng em 2 tháng nay công ty cho nghỉ việc. Mà em thì có 2 cháu. Nếu mà không có cái này thì mà đẻ cháu nữa thì chết. Không phải thực phẩm thiết yếu thì không ra đường. Dạ em có đây ạ, em có thực phẩm đấy ạ. Cái em, gì đây? Bánh mì ạ. Màng đét quỷ thần ơi, bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả? À. Vâng ạ, bánh mì nhà em 2 tháng nay toàn... Này, cái này không phải thực phẩm thiết yếu. Ôi bánh mì. Không phải. Biết vì sao không? Dạ. Vì nó không được ghi tên ở trong danh sách thực phẩm thiết yếu. Nhưng mà ông nhân thôi, đi về. Anh ơi, đi về. Hai cái ông này não bằng đất hay sao nhỉ? Bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu, dễ thường nhựa đường thiết yếu là thực phẩm thiết yếu. Gì vậy? Nói gì vậy? Sao em mà giờ đi ra ngoài kia nhá. Ăn cái bánh mì mà anh cho là thực phẩm thiết yếu, vô đây nộp phạt cho anh em chúng tôi cho qua. Bánh mì cũng phải đi về khổ bánh quá. Bánh mì cũng phải thực phẩm thiết yếu. Khổ lắm. Anh ơi, anh ơi. Hả? Không rồi anh ơi. À, chào anh nhá. Đây anh. À, giấy tờ này. Tốt. Ừ. Tốt. Đầy đủ rồi. Dạ. Giờ mời anh về. Sao về anh? Ô, thế anh chưa đọc báo à? Sao ạ? 0 giờ sáng nay là tất cả những cái giấy mà có dấu của công ty vô hiệu lực. Bây giờ muốn ra đường phải có dấu của phường. Anh ơi, nhưng mà cái quy định này nó ra vào lúc nửa đêm thì em biết thế nào mà lần được? Ê, nửa đêm anh làm cái gì? Em ngủ. Tại sao anh lại ngủ trong khi anh em chúng tôi vất vả để ra quyết định mới? Không hoàn toàn vất vả lắm đâu. Thực ra cái quyết định này là đã từ chiều hôm trước là đã bàn nhau là định sáng hôm sau là ban ra rồi. À thế ạ. Thế nhưng mà chiều hôm anh em ngồi làm cốc cà phê đêm đấy ngủ. Thế là 12 đêm ra luôn cho nó máu. Nhưng mà chưa là cái gì? Còn nhớ cách đây mấy năm tôi còn ra một quyết định còn táo bạo hơn nhiều. Chúng tôi xin trân trọng thông báo. Bây giờ là 12 giờ đêm. Sớm mai xả lũ lúc 3 giờ. Ai à. 3 giờ mà tôi còn dám xả lũ. 12 giờ đêm ra quyết định là cái đỉnh. Tôi không nói chuyện với ông. Để tôi ra tôi xin hai ông kia đã. Ừ các anh. Gì anh nhỉ? Em xin các anh. Dạ em lái một cái xe tải chở đầy hoa quả. Bây giờ nó héo hết. Em lấy đâu ra tiền em đền. Em lấy đâu ra tiền em nuôi vợ con hả anh? Thế tại sao anh lại chở hoa quả? Thì em làm ở công ty hoa quả mà. Ôi trời ơi, trong cái lúc dịch giã thế này anh phải biết chọn những cái nó không thiêu thối để anh chở chứ. Ví dụ như là bê tông, cốt thép, xi măng, gạch đá chẳng hạn. Thì em có làm ở công ty xây dựng đâu. Đấy là do anh nhá, do anh chọn nhầm công ty. Ôi trời. Khổ quá, cái ông này lèo nhèo quá. Ờ. Bây giờ rất đơn giản thế này thôi. Ông lên phường, ông xin người ta cốp con dấu vào đây. Đấy. Rồi anh em cho qua chốt thế thôi. Tức là bây giờ em phải lên phường. Đúng. Em xin cái dấu chứng nhận của phường. Đúng rồi. Thì các anh mới cho em đi đúng không? Đúng rồi. Nó lại gọi là cái giấy đi đường đúng không? Đúng rồi. Ôi sao lại rắc rối thế ông ơi. Phường ở đâu hả ông? Dân trong phường mà không biết phường ở đâu. Giờ cứ bảo là mình là quan liêu. Dân liêu. Này. Tôi không cờ ngoài mày trong đâu. Thôi được rồi, để tôi đi hỏi. Anh cho em hỏi phường đâu của anh? Cái gì ra kiểm hỏi? Anh ơi, phường ở đâu của anh? Đằng kia. Thế sao lúc nãy biết rồi sao không nói? Hỏi đâu mà trả lời. Sao lại vất vả thế? Chào anh nhá. Anh cho anh em kiểm tra cái giấy đi đường hợp lệ đây. Dạ báo cáo anh, em đi lên trên phường để em xin cái giấy đi đường anh ạ. Biết rồi, nhưng mà phải có giấy đi đường thì mới lên phường anh ạ. Anh ơi, ừ? Thế nhưng mà em muốn xin cái giấy đi đường này, ừ, thì em phải lên phường thì em mới xin được. Chứ bây giờ làm sao mà em có giấy đi đường ạ? Thế nhưng mà bây giờ muốn lên phường để xin cái giấy đi đường phải có giấy đi đường thì mới được lên phường em ạ. Anh ơi, thì nhưng mà em cũng muốn có giấy đi đường thì em phải lên phường em mới xin được. Thì biết là ở trên phường cấp giấy đi đường nhưng phải có giấy đi đường thì mới được lên phường để xin giấy đi đường. Mẹ kiếp rồi. Ai thằng nào ai ra cái quyết định đấy? À, dạ vâng, dạ đây ạ. Dạ đây là một quyết định của tập thể đấy. Ừ. Dạ khởi bẩm ngon hơn cả. Anh đặt mình vào địa vị của người dân, anh đã thấy cái quyết định của anh nó vô cảm chưa? Thì vô cảm chính là món khoái khẩu của tôi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, nhưng mà chúng thần nghĩ rằng tập thể của chúng thần là không sai. Có thể là do anh em ở dưới lo chống dịch căng thẳng nên có thể áp dụng một cách tùy tiện.
Thế nhưng mà khởi bẩm Ngọc Hoàng, ở góc độ giao thông của thần ấy, là thần luôn luôn nghĩ sáng tạo. Ra khởi bẩm Ngọc Hoàng, mấy năm tới thần cho cấm toàn bộ xe máy của người dân ở dưới đường, tất cả di chuyển bằng tuyến đường sắt trên cao. Ra thần đã làm được 2 tuyến đường sắt, cả Thiên Đình chỉ có 1.000 tuyến, còn 998 tuyến nữa thần đang cho thi công. Thế anh giao thông này, thế ngộ nhớ mà chưa làm xong ấy thì dân đi bằng gì nhỉ? Thì dân đu dây điện truyền từ mái nhà này mái nhà khác để mà chuyển các tuyến đường trên cao. Cái gì? Thế anh bảo dân đu như khỉ à? Thế không phải khỉ, mà muốn đi đường sắt trên cao thì bố khỉ cũng cố mà đu. Thế xin lỗi anh nhá, tôi không phải là khỉ, tôi chọn phương án tôi đi xe máy. Ấy, anh ấy vừa bảo là anh ấy cấm toàn bộ xe máy còn gì nữa. Dạ khởi bẩm, có thể là Ngọc Hoàng và Nam Tào bắt đầu chưa hiểu nhiều về tuyến đường sắt trên cao. Rất tiếc là tàu bây giờ đang xuống dưới kia và lát mới quay lại. Xin phép Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng có thể tạm thời đến đây, thần sẽ mô phỏng tuyến đường của trên cao của thần. Xin mời Ngọc Hoàng ạ. Tay phải bám vào đây ạ. Ngọc Hoàng ạ, Ngọc Hoàng nhớ bám dây, bám tay, bám trên cây này. Ngọc Hoàng ơi, đường sắt trên cao đẹp lắm ạ. À Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng có thích cảm giác mạnh không ạ? Thì sao? Khi bắt đầu em phóng nhanh ở trên đường ấy, Ngọc Hoàng hé cửa, đẩy mông ra rồi cho chân xuống đường, già xuống đường sắt tóe lửa đẹp lắm không? Ôi giời, anh giao thông, chân Ngọc Hoàng tóe lửa mà đẹp được à? Thế mới gọi là đi đu đưa đi. Nào, thế ta bắt đầu nhá. Rồi. Rồi bẩm Ngọc Hoàng, chúng ta bắt đầu đi ạ. Rồi. Dạ. Này, sao tàu trên cao một mình một đường mà lại đi chậm thế? Dạ, bình thường thì thần cũng đi nhanh lắm ạ. Nhưng vừa có đề xuất mới là những bác tài nào mà có bằng lái mà thời hạn mới chưa đủ một năm thì chỉ được phép đi tốc độ dưới 60 km/h. Ôi giời. Làm gì lại có cái quy định oái oăm thế nhỉ? Dạ vâng, là người tài xế dù lái đường bộ hay đường sắt, thần quen với những cái đề xuất oái oăm ấy rồi. Nào, chúng ta khởi hành nhá. Ngọc Hoàng nhìn xem trời đang nắng lên rồi, có view rất xinh mỗi lần ta ngồi trên tàu và đi, ôi thấy vui sao. Ở dưới tắc đường còn ta lại trên cao. Kìa xa xa là tòa nhà xinh xinh, xe máy ô tô ước ao như mình, chạy bon bon trông ta thật văn minh, lướt nhanh trên đường tỏa sáng lung linh. Ôi, gì đấy, cái gì đấy? Sao thế? Không thế? Thần đang diễn tập sự cố bất ngờ trên cao. Thế sao không chọn ngày nào diễn tập mà lại chọn đúng ngày Ngọc Hoàng lên để diễn? Hả? Này à, táo giao thông. Dạ. Người muốn diễn tập thì phải thông báo cho người dân biết trước chứ. Dạ, thông báo thì còn gì là diễn tập nữa. Thần phải bất ngờ như thế thì dân mới hoang mang, mới hoảng loạn thì mới gọi là diễn tập chứ ạ. À, diễn tập là dừng tàu đột ngột. Dạ vâng ạ. Thế tại sao ngươi không diễn tập là tàu nó không dừng lại được ý? Ôi, một ý kiến rất hay. Thần sắp tới sẽ cho tàu không dừng. Này, diễn tập cái kiểu đó ấy. Dạ. Thì người dân ở trên tàu người ta sợ quá, người ta nhảy xuống rơi như sung dụng. Vâng, thì tàu của thần là tàu dân dụng mà. Ôi giời. Này anh giao thông, tức là anh cứ mang tài sản, mang tính mạng của người dân ra để anh diễn tập thật như thế hả? Nào, tôi nhá, sắp tới tôi còn diễn tập nhiều nữa, liên tục như thế. Cái quan trọng thế này, cái lúc mà chẳng may tàu nó hỏng thật ấy, thì dân lại cứ tưởng đang diễn tập. Thế là cứ tiếp tục là tụt xuống đi bộ, không kêu ca phản nàn gì. Đấy, cao kia nó nằm ở đấy. Thôi được rồi, thế bây giờ như thế nào đây? Ra khởi bẩm, tàu của thần đến đoạn này là hết rồi ạ. Hết rồi. Vâng ạ, thần 10 năm vừa rồi mới làm được có 1 km ấy thôi ạ. Dạ, thần còn hơn 1 km nữa. Thần đang cố gắng cho các cháu nó làm hoàn thiện trong vài chục năm tới. Thế bây giờ đi về Thiên Đình như thế nào? Dạ, Thiên Đình ngay kia thôi. Phiền Ngọc Hoàng Nam Tào bắt đầu xuống đi bộ. Rồi được rồi. Dạ. Đi bộ. Vâng. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Dạ, tạm biệt nhé. Ai Ngọc Hoàng? Chạy đi đấy. Đừng đi vào đấy. Sao? Cách đây vài cây là có một cái trường hợp F0 thần cho răng dây ngoài này rồi. Cái gì cơ? Anh nói cái gì cơ? Cách đây vài cây mà anh răng dây ở tận đây ấy hả? Ừ, chăng như thế cho nó chắc. Cứ phải mở rộng vùng phong tỏa, chỗ nào có nguy cơ là chăng thôi. Mà phong tỏa không phải là một phường, thậm chí phong tỏa cả quận. Đó, nội bất xấp, ngoại bất nhập, nhà chả có gì ngoài dây. Thần sẽ chăng từ cái phố này cuốn sang phường nọ, thần cuốn đi gốc cây này, vòng chéo sang gốc cây kia để làm sao biến tất cả mỗi nơi thành một lô cốt. Cái gì cơ? Mỗi nơi một lô cốt. Tôi biến anh thành hài cốt luôn nhá. Tôi nói để anh nhớ này, mỗi nơi là một pháo đài, anh nhớ chưa? Biết rồi.
Loa phường ngày nào nó chả chĩa vào cửa sổ nhà thần, chút cả các tầng nó ra giả. Mỗi chiến sĩ là một gia đình, mỗi người dân là một pháo đài. Cái gì? Không phải. Anh nghe nhá. Mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Mỗi chiến sĩ là một gia đình, mỗi chiến sĩ là một gia đình. Mỗi một cái câu đấy thôi mà. Bảo này. Nhưng mà ông này câu đấy không nhớ được. Ông này ông ấy ngẫn lắm. Nào. Mình nghe đây này, nghe này, ta thì tôi đây. Mỗi chiến một người dân cộng với một chiến sĩ là thành hai pháo đài. Một chiến đài là cộng với hai pháo sĩ là thành ba gia đình. Cái gì đấy? Từ ấy suy ra là một chiến sĩ là có hai pháo đài là thế là hơi vắng. Tóm lại là một pháo đài có hai chiến sĩ. Vâng. Vâng ạ, thế thì đúng là suy ra là một pháo đài đúng có hai chiến sĩ. Đúng là hơi vắng. Hơi vắng đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế thì ngươi ở lại đi cho nó đông. Dạ. Thế ta đi về Thiên Đình đấy. Về thôi ạ, về thôi. Đây, để thân chỉ đường đi ạ. Đây, đây, trước mặt là dây. Thì Ngọc Hoàng với Nam Tào bắt đầu cứ men theo cái sợi dây trăng của thần này. Khoảng độ ngắn nó khoảng 2 cây. Thế đến cái chỗ mà dân họ tự mở ra một khe nhỏ ấy, thì đi thêm 1 cây nữa thì gặp cái biển đề là vùng xanh tự quản. Lúc ấy ta đi thêm khoảng độ 600-700 mét nữa thì gặp luôn bức tường của nhà chú Thái Bạch Kim Tinh. Dạ, chịu khó trèo qua bức tường chính là cổng sau của Thiên Đình. Ôi giời ơi anh ơi, F0 nó ở tít cuối quận đúng không? Anh trăng dây ra tận mép quận đã là kinh khủng rồi. Thiên Đình ngay kia mà anh bắt đi men theo dây mấy cây số xong đi ra tận ngõ sau xong rồi vùng xanh tự quản xong trèo tường vào. Anh có bị làm sao không đấy? Hả? Anh mà căng dây như thế thì người dân người ta làm ăn người ta sinh sống thế nào? Sống thế nào là việc của dân. Nhiệm vụ hàng đầu là tập trung chống dịch. Yêu cầu anh bỏ dây ra và phong tỏa hẹp nhất có thể thôi, khẩn trương. Bây giờ bảo gỡ hết dây ra. Đúng rồi. Tội vạ đâu đầu chịu nhá. Cái gì đấy? Vô lý đấy. Vô lý cái gì? Nhiệm vụ hàng đầu của tôi bây giờ là chống dịch. Nên đi bỏ dây ra. À, tức là bây giờ nếu mà gỡ dây ra là anh không chịu trách nhiệm đúng không? Tôi không chịu. Thôi được rồi. Phải hiện luôn. Cái lúc dịch có đến thì ai mà chịu trách nhiệm? Đây đây. Xin chào 1,200 mắt đang xem. Chào mọi người nhá. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của táo giao thông. Đấy. Nhìn đi mọi người nhìn đi. Một người không chịu nhận trách nhiệm này, một người mang tài sản, mang tính mạng của người dân ra để diễn tập này, anh đứng lại. Anh đứng lại. Cho người ta nhìn mặt anh tí, anh sao phải che? Anh không được quay tôi. Quá, anh có quyền gì mà anh quay tôi? Tôi là dân, tôi có quyền giám sát. Này, tôi là người nhà nước nhá, tôi đang thực hiện nhiệm vụ, anh không quay tôi. Đây, anh này này, anh nhìn quay tôi. Anh đứng lại đi. Ok kìa, anh không được quay tôi nhá. Anh quay tôi quay anh. Thôi được rồi, anh cứ quay đi. Anh quay đi. Thôi được rồi, nào. Anh nói đi. Đây, đây, đây mọi người đừng anh đứng lại. Nào. Anh quay nhưng không được chạm vào người tôi nhá. Tôi chạm gì vào người anh, tôi chỉ giữ nhẹ này để cho anh đứng lại cho người ta nhìn mặt chứ. Anh chạm như thế nào mà anh bảo anh không động vào người tôi? Đây, tôi đúng như rồi, nó chống người thành công vụ đấy. Hôm nay là tôi đi đấy. Ôi, này cái hộp đây. Chúng thần cứu em. Rồi. Sớm thế nhỉ? Khởi bẩm, Ngọc Hoàng thấy giao thông của thần vất vả không? quần quật đứng hai nắng một sương, hai sương một nắng. Làm bao nhiêu việc tốt không ai khen. Động một tí là quay, chụp, chửi. Quá khổ. Unbre my heart. Thôi, cái bài này nghe mấy năm trước rồi. Nhưng năm nào thần cũng phải hát để lấy lại tinh thần. Này giao thông này, ta biết là giao thông thì trong cái lúc dịch bệnh thế này nó cũng ảnh hưởng tới nhiều. Nhưng ngươi làm sao cố gắng tạo những điều kiện thuận lợi, ra những cái quy định để làm sao cho bà con đi lại được dễ dàng, thuận tiện để mà làm ăn sinh sống. Ngươi hiểu chưa? Thôi, bây giờ ta cho ngươi lui đi. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Thần lui. Thần xin chào Nam Tào bắt đầu. Cho táo khác vào đi. Dạ vâng ạ. Truyền táo tiếp theo vào chầu. Có quái lạ nhỉ? Sao lại không tiếng động gì nhỉ? Mời táo tiếp theo vào chầu đi. Nhìn sang trái, sang trái, sang trái. 1, 2, 3, sang trái. Ngọc Hoàng đâu, Hoàng đâu. Ngọc Hoàng đâu, Tào đâu, Tào đâu. Bay lên nào, nào. Thôi, bay lên. Thôi. Bị làm sao đấy? Hả? Làm sao vừa vào đây mà hát hò nhảy múa loạn cào cào lên thế? Thế nó mới gọi là ảo ma Canada nhảy cha 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 và chuyển sang Lambada. Thoáng nghe tìm... Thôi ngay! Lambada cha 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 cái gì? Thế tóm lại anh là ai?
Lại tôi còn chưa thèm hỏi xem hai ông là ông nào mà tại sao lại quát mắng tôi thế này hả? Anh bỏ cái tay xuống, xin giới thiệu với anh, tôi Nam Tào. Mới à? Thảo nào nhìn mặt mày hơi chấp chới đấy. Thế còn đây chắc là... Bắt đầu. Đấy, đầu bây giờ mặt mũi nó phải xương sầu như thế này. Này, cẩn thận tôi cho anh vào nồi lẩu đấy nhá. Tôi hỏi anh đây, tại sao tất cả các táo đều phải đi vào chầu bằng đường cửa chính? Ừ. Một mình anh vượt rào đi đường cửa phụ là thế nào? Ừ. Anh xin tự giới thiệu, anh chính là táo áp chảo. Đấy là cậu. Anh là táo ảo. Rồi. Tại sao anh đi cửa sau là bởi vì... Cuộc đời tuy rất dở nhưng chúng ta phải biết niềm nở. Cuộc sống tuy vô thường nên chúng ta phải biết yêu thương. Miệng ăn thì núi lở, nước chảy thì đá mòn. Còn trời còn nước còn non, còn con Covid thì còn thương đau. Cho nên chẳng trước thì sau, giữa dòng đời tấp nập ta vô tình bập MF0. Vác xe chạy lông nhông ta lại tông vào MF1. Trong thang máy đột ngột ta cãi lộn với MF2. Vỉa hè nhậu lai dài ta sờ tay vào MF4. Cuộc đời mình thật tốn khi ngả ngốn với MF5. Nên tốt nhất là nằm ở nhà thì sẽ không bị F0 đây, F0 mới khỏi đây. Ui, Ngọc Hoàng, dạ Ngọc Hoàng làm sao mà có thể F0 được? Covid làm sao mà dám xâm nhập vào cơ thể Ngọc Hoàng? Bởi vì người là trơn như đá, vững như đồng, mà cứng như sắt. Ngọc Hoàng phải là FE, FE vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kết tủa, kết tủa, kết kết tủa. Thế là... chuyên hóa đấy. Vâng, em nói thế thôi chứ Ngọc Hoàng mà kết tủa chắc bọn em phải đóng bánh hết cả rồi. Gì đấy? Anh em ơi, mới vào chầu rồi, gặp Ngọc Hoàng rồi. Đấy, nhìn thấy Tổng Thiên Đình nhá, đẹp chưa? Đấy, đấy. Đây rồi, yên tâm, tí về bán kem trộn sau không phải dùng. Đây này, nhìn bên trái, bên trái đấy, bên trái, bên... bên... Ai? Ta không có enjoy cái moment này đâu nhá. Nếu mà Ngọc Hoàng không enjoy thì thần cũng nói thật, thần cũng không thích make it, còn bleed it fit này đâu ạ. Này, tao hỏi này. Dạ. Tại sao ngươi lại cứ phải nhìn sang trái? Ấy, nhìn sang trái nó có cái hay của nhìn sang trái. Mà cái hay nhất của nhìn sang trái chính là cái slow motion. Cứ đứng yên thế này nhá. Này, nhớ nhá. Anh làm cái gì đấy? Đây, đứng theo tôi này. Đấy, đấy. Sang trái, sang trái, sang trái. 1, 2, 3, sang trái. Dòng người vội vàng bước thoáng, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi môi chia làm đôi, như ta đang mong người thôi. Hay chưa? Đấy, nhìn kia, nhìn kia, nhìn kia. Đấy, Ngọc Hoàng cũng nhìn sang trái. Cái tút năng Ngọc Hoàng quay sang trái một phát là Adelaide luôn. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, người nhìn sang trái đã thấy chín chưa? Chả thấy gì, chả hiểu gì. Ngọc Hoàng không để ý đấy thôi, chứ năm vừa rồi nhìn sang trái ở dưới hạ giới chính là một chen đấy Ngọc Hoàng ạ. À, thế cụ thể nó như thế nào? Theo như các nhà khoa học và các nhà phản khoa học đã phân tích, tỷ lệ rẽ trái trong cuộc đời của một con người là rất chi là cao. Nhưng cũng phải nhường đường cho người bên phải. Ôi, đấy là tham gia giao thông. Đây là ngã rẽ trong cuộc đời, chứ không phải rẽ ở ngoài đường quốc lộ. Em giải thích thế này nhá. Tại sao cái của ăn vào mồm ấy, người ta không gọi là phải cây mà người ta lại gọi là trái cây? Tại sao cái thứ mà chúng ta đang sinh sống trên hành tinh này người ta không gọi là phải đất mà người ta lại gọi là trái đất? Còn cái thứ quyết định đến sự sống của con người nên tại sao người ta không gọi là phải tim mà người ta lại gọi là trái tim? Chả liên quan. Này thì thế bây giờ giải thích đây, nó đây, cụ đây. Thể đi xem nào. À, cụ thể nó thế này nhá. Thần cứ ví dụ từ cuộc đời của thần mà ra. Thùa con thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ, nhớ những buổi trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được chứ đánh roi nào đã khóc bên trại đấu. Tinh tế đấy. Kia kia,
có cô bé nhà bên nhìn em từ bên trái. Ngọc Hoàng ơi, giá như cô ấy nhìn em từ bên phải thì cuộc đời em chắc chắn sẽ không khổ như bây giờ. Nó cũng không liên quan nhỉ, nhưng mà nói chung là nó cụ thể đi, nhanh đi. Vâng vâng, cũng không hiểu là Ngọc Hoàng học đến bằng cấp gì rồi mà mình giải thích các loại mà vẫn không hiểu. Nào cụ thể đi xem nào. Tóm lại là thế này nhá. Ừ. Tại sao nhìn sang bên trái là chỉ có 9 chữ thôi? Rồi. Chúng ta không thể mãi. 5. Nhìn sang bên phải. Ôi trời ơi. Sao cười vào Ngọc Hoàng? Điên à? Hả? Thế gói gọn cho có 9 chữ thì thấy Hùng nói hết nhiều đi. Mà để hát thích, mà để cho mày khắc để kể hết chuyện riêng cho chúng tôi. Vì dâu à? Này này này, đừng làm như thế, ta lại nhớ cái con kia. Dạ, hình như con đầu cũ nó nhập đồng vào con đầu này ấy sao? Khi mà nó phát điên liên phát được thần thần nhớ ngay đến con đầu cũ. Ừ. Chàng ơi, nhớ đến nó sâu xến vô cùng. Con đấy nó cực kinh khủng lắm, sao đoàn em? Rồi thôi, nói đi, báo cáo đi. Dạ. Nói đi về vấn đề lúc nãy ấy. Thế từ nãy em chưa báo cáo gì à? Chưa. Thì nói đi. Ô, thế sao thế nhỉ? Tát hết cả mồ hôi mà hóa ra chưa báo cáo. Dạ khởi bằng Ngọc Hoàng, thần báo cáo ngay đây. Dạ, vấn đề của thần ấy là trong năm vừa qua, thần là một trong những táo làm việc hăng say miệt mài, rất chi là vất vả. Mọi gánh nặng đều đè nặng lên đôi vai của thần. Cứ đơn cử như anh giáo dục mà nói, không có thần thì làm sao mà học được. Tôi hỏi hai ông ở đây. Rồi. Thế học sinh mà không được đến trường thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì? Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên giấy em đến trường. Nào điểm danh bật cám trên lớp. À, điểm danh online. Học xong môn văn học toán nha em. Thầy cô online chẳng có ai kèm. Em liền thoát cam ra, gác chân lên bàn em sơi hết bát xôi gà. Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ cũng ngay em tắt đèn. Vào mạng em lại vui hết nấc. Nào game online mình đánh thâu đêm, hoặc xem phim rồi chít chát với bạn. Ôi có những chị thổn thức với em, có những cuộc tình thật lắm đau thương. Dạ đấy, Ngọc Hoàng xem, học sinh bây giờ thế đấy. Tôi về tôi hỏi anh ra đây. Anh nói rằng là học sinh của anh học online. Ừ. Thế nhưng mà trong cả cái bản báo cáo tôi chả thấy học sinh của anh học gì cả. Chỉ có ăn xôi gà, xong rồi là tình yêu, xong rồi là chat chít, xong rồi là xem video, rồi chơi game lung tung. Như này, nào? Học online đây là từ mẫu giáo cho đến cấp cao nhá. Còn chúng nó học hay không thì phải hỏi cái thằng học sinh ấy. Không thì hỏi bố mẹ nó, thậm chí là hỏi ông táo giáo dục ấy. Hỏi gì tôi? Này, ngày xưa các cụ nói thế nào? Nhất quỷ nhì ma thứ ba là gì? Học trò. Đấy, Ngọc Hoàng nhìn xem. Kìa, trường em mái ngói đỏ hồng, mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh. Gió về đồng lúa reo quanh, vẫy chào những bước chân nhanh tới trường. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền. Em yêu quê hương cặp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương. Lớp 1 ơi lớp 1, đón em vào năm trước. Nay giờ phút chia tay gửi lời chào tiễn bước. Chào bảng đen phấn trắng, chào bút mực thân quen. Đến cấp 2 mình lớn rồi, trời mùa hè nóng đực như thế này. Ừ. Mình học lớp 6, lớp 7 mà mồ hôi vã như tắm. Sướng nhất là gì? Tung, 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 táo ăn trường, tan trường. Táo tung bay thưa mây trắng, tan trường, tan trường. Chờ em đi ngang về nôi lây. Này, đấy là cấp 2. Sang cấp 3, khi mà mình lớn rồi, tình cảm mình có rồi. Trời ơi, nhưng cái lúc mà chia tay cuối cấp, cái lúc mà bế giảng ấy, trời đất ơi. Này, táo đặt bàn tay lên môi, dù chặt tim mất nghẹn ngào. Thời gian sao trôi đi, xin hãy ngừng trôi. Bạn bè mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước buồn cho thời gian trở lại các bạn. Này, sao lại phải khóc? Đang xem cái clip.
Hai đứa học sinh 3 tuổi rưỡi vì Covid không chia tay lớp mẫu giáo được mà 3 triệu view. Không hiểu là thì đây. Chính ra giờ mà quay cái clip Ngọc Hoàng post lên đấy mà Ngọc Hoàng khóc có khi được 300 triệu view. Làm cái đi. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại gì. Chưa bao giờ mình để thấy Ngọc Hoàng khóc như là ma rú ấy. Ha 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 hu 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 ha 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 ha. Báo cáo vào công việc đi. Ngọc Hoàng ơi biết chăng dịch bệnh lan lan khắp nơi, từ Quảng Ninh Bắc Giang đến tận Cà Mau Sóc Trăng, hu bà con ta khắp nơi căng như dây đàn. Người đi bán săn dây, có người đi bán thuốc tây, chị đổ loa rất to lên mạng chị bán thuốc ho 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 ho. Cả nhà ta đua nhau bán buôn lai chi. Ôi bị lừa đau đớn tôn cung nhưng lúc nó bom hàng. Mua hàng hiệu nó ship hàng tung, làm lúc buôn điên khùng bà con ta. Cú ném đá vỡ nhà nhưng mà dù chửi thì ông vẫn bán hàng. Mua đi bà con, mua đi bà con, nhanh tay đặt đơn, nhanh tay đặt đơn. Em đây giảm sâu em bán cả em sẽ về quê ăn Tết ngon lành. Trên mạng hôm nay rất hay, có bà bóc phốt rất điên, nhưng mà em đang thích xem có thằng dạy em cắt tay mà đách bị đau. Mà anh đây thích xem đánh nghe live stream. Ra đây mà xem, ra đây mà xem, live stream chửi nhau, live stream đập nhau, online lừa nhau, online lòi ra mọi manh khoe trên đời. Online lừa nhau, online lòi ra mọi manh khoe trên đời. Kiểu móc máy tỉa tót người khác đi nhá. Hai ông cũng mới lên đây ngồi còn chưa nóng chỗ nhá. Hai ông đã làm được cái gì hả mà huênh hoang hoạnh hoẹ? Chúng em làm được cái gì tự chúng em biết. Đúng rồi. Việc gì phải trình bày với anh? Con này cũng có nhu cầu nghe trình bày từ phía mấy con đấy nhá. Quan trọng là cộng đồng mạng người ta nghe. Bây giờ nó phải hắc bạch phân minh. Nào, làm được cái gì? Kể ra để tao phải sao kê. Ôi dồi ôi, để em đại chim mà kê. À sao, vấn đề gì mà sao kê? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, năm vừa qua ở dưới hạ giới, cái vấn đề là minh bạch và sao kê cũng nổi rất cộm ạ. Này, anh bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Chỉ có người trong cột mới hiểu người trong kẹt thôi nhá. Anh nói cho mày biết nhá, khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi. Chúng mày phải nhớ này, ai cũng có quá khứ cả. Đừng để tao điên. Tao mà điên ý thì là dĩ dáng dê giấy dở gì dấu chiếc. Chúng mày chạy làm trời. Tao nằm mơ đây. Ôi anh ơi, thôi tao bầm. Anh mơ đi, mơ đồng con. Rồi, tao hỏi ngươi đây này. Tại sao trong năm qua vấn đề lên mạng rất bức xúc, cứ live stream rồi chửi nhau, vui dập xúc phạm nhau, như thế là thế nào? Tưởng hỏi thế nào, hỏi thế thì quá bình thường. Tiêu chí ở trên mạng bây giờ ấy, nó phải là lâm khốc giật độc. Đặc biệt là phải tiêu chí là thọc sâu ngâm lâu rút lên nó đi cả cụm ấy. Dạ thầy bảo Ngọc Hoàng thế nó mới nổi. Nổi cái gì? Làm như vậy là làm loạn xã hội. Giá trị đạo đức thì xuống cấp. Làm hỏng cả một thế hệ trẻ sau này. Ngươi liệu mà chấn chỉnh đi. Ngọc Hoàng nói đúng rồi đấy. Tôi cũng rất lấy làm lạ với cái mạng của anh. Tại sao mà lúc nào lên mạng cũng mấy cái nội dung vớ vẩn thế hả? Lúc nào lên mạng cũng chỉ thấy live stream đánh ghen. Thế là thế nào hả? Đấy gọi là tập yoga mấy cái nhảy aerobic. Thế em nói gì về cái việc mà dạy người ta ăn khoai cả vỏ, ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột? Thế đây là gì? Đấy là vlog review ẩm thực. Thôi thôi, là cái clip mà lên hát hò vớ vẩn đấy, xong rồi thậm chí là lôi cả quần áo ra khoe thân thì anh giải thích thế nào? Bán hàng online người ta phải khoe body. Thánh chửi thời hiện đại, chửi từ ngày đến đêm, từ đêm đến sáng thì như nào? Đấy là gọi là thánh chửi răng hồ mõm. Còn mấy cái vlog mà làm thử thách sống 5 ngày trong chuồng lợn, rồi ở thử trong chuồng chó, rồi cầm ô nhảy từ trên nhà cao tầng xuống, thì anh giải thích thế nào? Đấy là sinh tồn nơi hoang dã. Thế còn cắt tay cắt chân rồi là gây những, đó chính là những cái thứ đó mà đó là giá
là giác mạng, ngươi hiểu chưa? Sao lại hiểu một cách rất chi là nông cạn thế nhỉ? Sao lại là giác? Trong khi đó là ngôn ngữ và món ăn hàng ngày ở trên mạng cộng đồng người ta vẫn giao dịch với nhau mà gọi là giác. Như thế mà gọi là giác à? Mà giác cái mặt đó, còn cái giác bên còn cái chưa nói chung là đúng là giác rồi, giác. Nhưng mà giác ấy là do ai? Giác chính là do con người tạo ra. Thế mà giác thì cũng có rất nhiều loại, có loại giác tốt, loại giác xấu, có loại giác là tái chế được. Đôi khi là giác của nhà này nhưng mà là thực phẩm chức năng của nhà khác. Thầy bảo Ngọc Hoàng, đây cũng chỉ là cái ý nghĩ riêng của thần thôi. Thế còn thần phải nói thẳng với Ngọc Hoàng một câu như thế này. Giác là một thứ không thể thiếu được trong cộng đồng mạng đâu ạ. Này Táo Mạng. Dạ. Ngươi làm sao mà chấn chỉnh, phải hướng dẫn người dân, phải biết thế nào là đúng là sai, phải để cái đẹp nó lấn át được cái xấu, hiểu chưa? Ngươi mau mau mà chấn chỉnh đi. Dạ. Số từ nãy giờ toát mồ hôi mà không biết là Ngọc Hoàng khen hay là chê hay là mắng mình. Nói như vậy mà ngươi không hiểu à? Không hiểu một tí nào luôn. Bấy lâu nay thần sống với cộng đồng mạng nói chung là cũng hoang mang lắm ạ. Dạ cũng không biết đứa nào khen, đứa nào chê, không biết đứa nào khen đẻo, đứa nào khen thật. Nói chung là... Này cũng... Táo Mạng. Ôi! Anh đừng nhắc tên em làm gì, vì ân tình đó trả lại bao. Tình yêu anh đem ngã bán, nợ duyên xem như bài toán. Từ nay chẳng dám lên châu. Đứng lại. Nhìn sang phải. 3, 2, 1. Sang phải. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thế này là thế nào ạ? Chen mới của Hoàng đấy. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, ý của Ngọc Hoàng là thế nào ạ? Ý là đừng để mặt trái nó lấn át mặt phải, nghe chưa? Tức là năm tới nhìn sang phải là chen của Ngọc Hoàng. Đúng. Ôi thật bất ngờ. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là đi đâu mình cũng nhìn phải, hôn nhau mình cũng nhìn phải, selfie mình cũng nhìn phải, mình nhìn mãi đến mai. Hôm sau mình cũng nhìn phải, tuần sau mình cũng nhìn phải, tháng sau mình cũng nhìn phải, mình nhìn phải mãi hết năm, hết năm, hết năm 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 mà cả năm nhìn sang phải. Năm tới là chen của Hồ Hoàng nhìn sang phải nhá. 2, 3, sang phải. Đình là trốn trang nghiêm chứ không phải là cái trại gà của anh, mà anh thích làm gì thì anh làm thôi nhá. Được rồi các em. Tức là tôi yêu cầu anh đi ra ngoài. Mày nhớ nhá. Được. Tao ở lại. Tại sao anh ở lại? Vì tao quen ông ngoại. Tôi không quen ông ngoại anh nhá. Anh ra khởi bẩm Ngọc Hoàng. Dạ. Dạ đây ông ngoại tao đây. Úi giời. Dạ Ngọc Hoàng kết tủa. Biết ngay mà. Dạ. Này, thế ngươi có hiểu thế nào là kết tủa không? Dạ thân hiểu chứ. Dạ kết tủa có nghĩa là của Tết. Cho nên người dân mới nói là nhìn thấy Ngọc Hoàng là thấy Tết. Thế thằng này là thằng nào ạ? Này, đừng nhơn. Thằng này và thằng này giờ hầu người nhà chơi. Còn giờ này thằng này và thằng này chờ người vào chầu. Rồi đè đầu. Làm gì mà xôn xôn. Người nhà chơi toàn người đàng hoàng. Vừa vào mà ồn nào. Thằng này là thằng tao. Nào. Wow. Thằng này là thằng tao. Thì thằng này là thằng... Ai? Dạ. Xin giới thiệu. Ngoài đấy, dưới một người còn trên tất cả. Anh có mắt như mù. Đây, đầu xuân năm mới lên. À. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đầu xuân năm mới
Táo Kinh Tế lên đây có cái thiếp chúc mừng năm mới kính dâng lên Ngọc Hoàng. Ừ. Tưởng không nhận quà biếu. Yến, Ngọc Hoàng cầm của chú. À dạ. Đây của chú. Cảm ơn. À. Vui. Mở ra xem. Đa lộc, đa tài, đa phú quý, đắc thời, đắc thắng, đắc nhân tâm. Ơ, thiệp chúc mừng à? Này, Covid thông cảm. Năm vừa rồi, Covid cô veo như thế, có làm ăn được gì đâu. Rồi thôi, báo cáo cho nhanh gọn đi. Ở ngoài kia còn nhiều táo đang đợi. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, kinh tế năm vừa qua thì... Này, báo cáo ấy thì không phải nói cao như thế, được chưa? Vâng ạ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, không được nói trầm như thế. Trông cái mặt thì ghét thế chứ gì. Biết ngay mà. Biết là do cái thiệp chúc mừng năm mới rồi. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, người ta thường có câu là ăn cỗ phải có thịt gà, báo cáo phải có đàn bà mới vui. Dạ, cho phép thần gọi đàn bà vào đây báo cáo cùng cho nó vui. Được rồi, cho đàn bà vào chén luôn. Luôn à? Dạ, dạ, ngay tại đây. Dạ, bà, em đây ạ. Ngọc Hoàng bảo Ngọc Hoàng thích đàn bà. Ui. Và báo cáo luôn đàn bà. Luôn đi. Dạ, Ngọc Hoàng kết tùa, kết tùa, kết tùa. Ê, vui rồi, phấn khởi rồi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Dạ, Ngọc Hoàng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên thiên. Ui, gì đấy? Ai đây, ai đây? Mày nói mày thiên ai? Em thiên ai đâu? Mày vừa nói xong mày thiên thiến, mày thiên ai? Ôi, tôi chết thì em vừa nói em thiến à? Chứ còn gì đó? Khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới, thần có cái thiệp mừng dâng lên Ngọc Hoàng ạ. Dạ. Này. Cái gì? Đừng đưa. Sao? Tao vừa chết với cái thiệp chúc mừng năm mới này đấy. Anh vừa chết hả? Ừ. Ui, anh chết đây là việc của anh chứ gì liên quan gì đến em. Ừ. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng à. Covid thông cảm. Phiếu đi chợ ngày chẵn ngày lẻ ạ. Dạ. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Ừ. Đây chính là sáng kiến và là sản phẩm của thần trong một năm qua chống dịch đấy ạ. Hôm nay thần mang lên đây dâng tặng cho Ngọc Hoàng, để nếu như ở trên thiên đình này dịch có xảy ra thì Ngọc Hoàng cầm đi để đi chợ ạ. Này, 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 mày úm ở trên thiên đình là bị phong tỏa là để nó không đi chợ được, mày phát phiếu để đi chợ à? Ôi, em đang úm đâu anh? Mày vừa nói xong. Ai? Cho ra ngoài đi. Cứ một đám người vào cậu này rồi, để cho chúng ta ngồi thở hổn hển cái này à? Đây là toàn F0 cả đấy. Hả? F0 thôi. Cứ bình tĩnh. Đây là F0 chứng khoán. Những cái người lần đầu tiên người ta đầu tư vào thị trường chứng khoán. Đúng rồi. Thì anh gọi người ta là F0. Đúng rồi. Em không giải thích luôn. Lúc đó các em mới tung quả xanh lên trên cao. Là cổ phiếu tăng lên. Lúc quả đỏ nó rơi xuống. Là cổ phiếu tụt xuống. Mà cần có thị trường chứng khoán sôi động thì có chúng người... ta phải lua gà. Lua gà đi các em ơi. Tao đang báo cáo mà cứ nhảy vào mồm tao thế, làm sao tao báo cáo được? Chị anh cũng phải để cho em nói. Nếu mà cần thị trường chứng khoán sôi động thì phải có cá mập điều khiển. Bây giờ ra kia điều khiển đi, lùa gà vào chuồng. Dạ vâng ạ. Chúng ta chuẩn bị úp sọt giết gà. Ai chơi chứng khoán không chơi xong chắc chắn mê, ai chơi chứng khoán xong đều giàu lên nhanh chóng. Còn ăn rất lớn, bùng hay a chua nào, chị bắt đây cho em theo. Tiền tươi về hay nhanh gom tiền, chị sẽ xu cho vài má. Bạn hết xe hết nhà hết bạc hết vàng, lãi gấp đôi rồi, cho nó gấp năm rồi bán mới tất tay. Rồi lúc lãi to, mình sẽ sắm dăm căn nhà, mua Lamborghini, tao mua Ferrari. Mong chứng khoán mai xanh, thừa tiền tiêu sung sướng. Mong cho chúng nó lên, sao cho tim ngắt luôn. Mong cho lắm F0, để chị vờ một đống. Ôi chị ơi, sập sàn rồi chị ơi, về mò rồi chị ơi. Kệ chúng mày. Ôi, chúng em sợ rồi ạ. Thôi bẩm Ngọc Hoàng, đã bước vào thị trường chứng khoán thì phải có kẻ thắng, người thua.
có người buồn, kẻ khóc, có người đầy túi, có người hết tiền. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, không hiểu làm sao mà người dân của mình ngộ lắm nhá. Cứ thấy chứng khoán mà không cần phân tích mã ngành, không cần biết là công ty đấy làm ăn phát tài hay là sập, cứ thấy quả xanh quả đỏ là lao vào điên cuồng mua sắm đi ạ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đồng tiền cứ quăng đi quăng lại như thế thì ở giữa là thần hưởng lợi thôi. Thế là giá trị ảo à? Úi dồi ôi, năm vừa qua nhá, không hiểu làm sao mà anh kinh tế anh ấy làm siếc tung hứng giỏi lắm. Mà không chỉ làm siếc đâu, anh ấy còn giỏi cả môn thổi lửa cơ đấy. Anh thổi sang trái một phát à, tiền ảo rồi là tiền số là sập luôn. Anh thổi sang phải một cái, giá đất tăng vọt lên mấy tỷ một mét cơ mà. Mày im lại cái mồm nhá. Bây giờ tao bỏ cọc rồi, tao đã viết tâm thư lên cho Ngọc Hoàng rồi. Bỏ cọc rồi à? Chứ còn gì nữa. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, nói về chị xã hội này này, chị xuống cấp kinh khủng luôn. Năm vừa qua có cái vụ điển hình như là thầy ông nội này, hay là bạo lực trẻ em này. Ôi dồi, anh này đấy chỉ là con sâu làm dầu nồi canh thôi. Còn năm vừa qua xã hội của em là đạo đức rất là ổn định. Có bao nhiêu gương người tốt, việc tốt người ta chia sẻ với nhau trong mùa dịch. Lại còn cả điển hình tiên tiến ở tuyến đầu chống dịch nữa chứ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng đấy. Bao... cái gì đấy? Đã đến giờ ngoáy mũi định kỳ. Ôi trời ơi. Cái gì đấy? Chết rồi. Đến ôi trời ơi. Này 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 này. Rồi các em ơi. Thôi anh chị. Thôi. Anh chị các em rồi. Thôi em ơi. Chị bị ngoáy rồi. Thôi. Vừa vừa ngoáy lúc nãy cơ mà. Thôi, thôi được các rồi. Em lui. Ôi trời em ơi. Em. Ôi. Anh ơi. Ôi trời ơi. Thôi quá anh ơi. Có muốn ngoáy mũi nữa không? Dạ không ạ. Dạ thôi ạ. Dạ thôi ạ. Dạ. Tập trung báo cáo đi. Dạ vâng ạ. Xin phép Ngọc Hoàng cho chúng em hội ý 5 giây ạ. Đưa tay lên nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Bây giờ chúng mình phải gắn chặt với nhau như keo ấy nhá. Một lần chạm là một đời gắn kết. Này, ngươi đang làm gì thế? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, nền kinh tế của thần đang cố bơi về bờ. Úi trời. Này, thế này là thế nào? Nó có ý nghĩa gì? Dạ, đây là chúng thần đang ngoại giao vaccine nè. À, tiểu tượng thật. Thế còn nữa không? Dạ còn à. Ngủ à? Dạ vâng ạ. Dịch bệnh như thế này thì chỉ có ngủ, uống trà, rồi thiền. Như thế người ta gọi là ba tại chỗ à. Thế còn ôm nhau xong rồi đẩy nhau ngã sóng xoài thế là thế nào? Đấy là đôi lúc mình phải hy sinh kinh tế để đảm bảo an sinh xã hội, lo sức khỏe cho người dân ạ. Thế còn gì nữa không? Dạ còn ạ. Cái gì đây? Đây là trạng thái bình thường mới ạ.
Thế đứng một chân như thế thì vững vàng làm sao được? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thế mới gọi là thích ứng chứ ạ. Thôi, báo cáo như thế này thì đến rằm tháng giêng ta mới bái triều được à? Ngọc Hoàng không thích nữa thì thôi, để cho thần gọi tất cả các táo vào đây để báo cáo chung một lúc ạ. Dạ, được rồi. Các táo ơi, các táo ơi. Ơi, ơi. Vào. Sao đang phần báo cáo của sao thế này nãy xác định mà ôi giời ơi không hiểu này sao không ngửi thấy mùi gì không mùi gì toàn mùi sát khí thôi chết đến đít rồi các táo không nói chuyện riêng nữa. Ngọc Hoàng sau khi nghe các táo báo cáo bằng bản báo cáo được viết sẵn rất kỹ càng thì Ngọc Hoàng đã quyết định sẽ kiểm tra lại các táo một lần nữa. Xin lưu ý lần kiểm tra này sẽ được lặp lại thường niên. Ôi dồi ôi, kiểm tra vừa báo cáo rồi mà. Thưa các táo, trên tay tôi là những tấm thẻ được để trong ống tre mà dân gian người ta gọi là sóc què. Và này, bây giờ sao không kíp cho Ngọc Hoàng chơi cái trò gì nó mang tính thể thao một tí, ví dụ như là kéo co này, hay là cướp cờ này. Ôi, có lạy bố. Ngân nay tuổi mới giật được cái cờ ấy đi cướp gì. Các táo ạ, ai rồi cũng sẽ phải bốc thôi. Vậy thì bây giờ táo nào sẽ là người xung phong bốc đầu tiên? Hù. Ai đấy? Hù. Ai? Hù. Biết cả ai? Anh đấy. Nam Tào nó hỏi là hù, tiếng Anh. Hù tức là ai? Anh lại trả lời ai tức là tôi. Thế thì anh bốc được còn gì nữa. Chúc mừng táo giao thông. Ôi. Chúc anh may mắn. Rồi, sóc sớm về sớm. Quay qua bồ qua Godzilla. Ôi nào đừng có bồ qua Godzilla. Thôi tôi xin đừng có bồ cô. Bồ qua Godzilla. Ấy, hai cái. Một cái đấy. Đây. Bây giờ thì mời táo giao thông đọc và trả lời câu hỏi. Xin mời. Vâng ạ, cho thần xin phép đọc ạ. Đây, đây. À, có một chữ hãy. Hãy là đầu tiên rồi. Rồi, đây là dưới này. Chơi trên này chữ. Om quả thông. Đi. Thông. Giao thông. Hãy giao thông là cái đấy gì? Ôi dồi ôi, anh là táo giao thông mà anh nhận được cái câu hỏi về giao thông mà không trả lời được thì vớt nhờ. Nhưng mà cái lĩnh vực giao thông của tôi nó rộng lắm, nó dễ mà. Có cái gì khó đâu, bọn em ở ngoài còn trả lời được. Trời. Giao thông của anh đầy vấn đề, tắc đường, tắc nước, anh cứ trả lời thoải mái đi. 3 tháng này có tắc nhích rồi. Không tắc đường thì thôi anh nói chuyện lên vỉa hè đấy. Rồi. Phải mà thần xin phép nói về vỉa hè. Dạ, nó cũng nằm trong cái đường thông hè thoáng. Dạ, năm tới là thần cho lật tất cả các vỉa hè lên để lát lại vỉa hè. Làm sao mà hè nó thông thì đường nó thoáng. Mà đường nó thoáng thì hè nó thông. Đọc kỹ câu hỏi. Đọc kỹ, có chứ hay. Kỹ vào. À, còn mấy chữ đấy. Cuốn người lên. À! Trời ơi! Hãy hát một bài về ngành giao thông. Ôi trời ơi! Em là táo giao thông, em lớn lên trong giao thông hào. Em làm thảo giao thông, em là táo giao thông. Táo giao thông kiếp sau cũng làm giao thông. Úi giời. Vì làm giao thông rất giàu. Ôi giời. Này táo giao thông. Dạ. Ta nghe cái bài hát của ngươi thì đúng là sặc mùi giao thông rồi. Dạ vâng, toàn là. Nhưng mà nội dung nó chả có cái gì. Dạ có, là sinh ra trong giao thông hào đấy ạ. Ừ. Thế thôi gì? Vâng, có thể là em hát chưa được hay lắm. Chưa cắt nghĩa cho em hát lại ạ. Rồi. Ta cho ngươi nghỉ. Nghỉ. Xong cái phần báo cáo rồi. À, tức là nghỉ báo cáo thôi gì ạ? Ừ. Giật cả mình. Thế thôi, thế thôi đơn giản thế nhỉ? Đơn giản. Thế kinh tế thấy đơn giản không? Quá đơn giản. Kinh nghiệm của tôi là cái gì đầu tiên đơn giản, càng về sau càng phức tạp. Thôi này. Thôi. Giống như là kiểu đốt lò ấy, đầu tiên chỉ vài cái thanh củi nhỏ, sau càng củi gộc, củi to cả bó luôn. Ông đừng có dọa nhá, ông đừng có dọa ông. Nào, bây giờ thì ai? Táo nào xung phong? Tôi thấy rằng cái này là quá đơn giản. Ôi giời. Chỉ có hát hoặc là đọc thơ. Thế là tôi xung phong luôn. Anh quá tự tin. Được. Xin mời anh. Rồi. Cái gì đấy? Này, sao làm? Không có phải, chẳng may nó rơi. Xem có lời hát không? Xem không bài hát. Các táo khẩn trương lên. Xem có thơ không anh? Không có. Tôi nhìn rồi. Chết rồi. Cho bây giờ chỗ nào nhỉ? Để nghe xem thế nào cái. Không câu giờ nhá, đề nghị anh nhanh lên. Rồi. Ra rồi. Rồi. Đây. Xin mời anh đọc và trả lời câu hỏi. Chúc anh may mắn. À.
Hãy nêu phạm trù liên quan đến kít tét. Sao? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, cái này là của y tế mà. Mà năm nay y tế lại không được vào chầu. Dạ, cái này là thần không biết được về cái này. Dạ. Cứ trả lời đi. Ngươi nghĩ thế nào về nó? Rồi, này, ông ơi. Ờ? Nghĩ thế nào? Thì bây giờ, ông dịch hộ tôi chữ kít là chữ gì cả? Kít là hôn đấy. Hôn. Tiếp, tét là gì? Tết là hôn trộm xong bị nó tát cho một phát nghe đến tét lắm. Giời ơi, sao lại dịch lôm như thế? Kít là hôn, tét là thử, kít tét là hôn thử. Sao Ngọc Hoàng lại hỏi hôn thử nhỉ? Hôn anh thử. Ơi, em bảo, ở trên thiên đình ý, Ngọc Hoàng nói xuôi thì mình phải hiểu ngược. Đúng. Ngọc Hoàng hỏi ngược thì mình phải nghĩ xuôi. Đúng rồi. Mình phải biết lật lại vấn đề thế này này. Đúng rồi. À, chưa? Thế là hôn thử. Thì bây giờ anh phải lật lại. Là hôn thật. Nhưng mà hôn thật nó chưa có cái gì để nghĩ thì anh lại phải lật lại. Hân thột. À, ra rồi. Ngọc Hoàng Anh Minh à. Tại sao Ngọc Hoàng lại biết người yêu cũ em tên là Hân Thọt à? Nhân có Ngọc Hoàng cùng Nam Tào Bắc Đẩu cùng với các táo ở đây thì em xin kể sự tích tại sao con bé người yêu cũ của em nó tên là Hân Thọt. Dạ. Ngày xưa ở một cái thành phố nọ có một cô gái rất là xinh. Thế một hôm em đang ngồi ở ngoài quán nước. Thế là cô ấy đi một cái xe mini hai gióng rất là đẹp đi qua. Thế là nhìn thấy em lại giơ tay chào hello. Thế là không để ý ở dưới đường có cái nắp cống của anh giao thông anh vừa đào lên anh chưa kịp đậy xuống. Thế là cả xe cả người đầu cắm xuống phao câu chổng lên. Thế là thôi em phải vội vã bế vào trong cấp cứu bệnh viện. À, thế là sau cái vụ ấy là bị thọt đấy hả? Dạ không ạ. Cô ấy về cô ấy bình thường ạ. Thế sao lại gọi là Hân Thọt? Dạ bởi vì bố cô ấy tên là Đặng Quang Thọt. Dạ, ở dưới hạ giới là có cái mốt mà cứ lấy tên con ghép vào tên bố đấy. Này. Dạ. Ta không muốn nghe chuyện riêng tư. Dạ. Vấn đề là ở chỗ ta hỏi về chuyên môn ý. Trả lời đi. Dạ. Thần đang trả lời đây ạ. Được, ta nghe đây. Ngọc Hoàng nghe gì ạ? Nghe cái điều mà ngươi sắp nói. Thần nói gì? Nói cái điều mà ngươi nghĩ. Thần nghĩ gì cơ? Nghĩ cái điều mà ngươi nói. Thần nói gì đâu ạ? À? Mày trêu tao đấy à? Này, tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? Nói đến cái gì? Anh đang nói, tự dưng anh ngắt mạch. Anh đang nói chuyện Hân Thọt đấy. À, rồi. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. À, bây giờ con bé Hân Thọt đấy, bây giờ nó lấy một đại gia rồi. Và bây giờ đại gia nó tên là... Ai, ta biết rồi. Đại gia ấy có phải là thằng Việt con nhà ông Á không? Dạ, không ạ, tên khác cơ. Thôi, trả lời đi. Thú thật với Ngọc Hoàng, cái này thần không biết ạ. Không trả lời được à? Dạ. Đứng ra đấy. Vậy là bây giờ chỉ còn hai táo còn lại. Lady first, xin mời táo xã hội. Anh ơi, em chưa chuẩn bị tinh thần anh ạ. Nhưng mà Ngọc Hoàng chỉ đích danh, mời chị bốc quẻ. Dạ, ơi, trời ơi, chị anh là phụ nữ. Sao mà cứ dục chị cuống lên thế thì cầm đi về đi. Em chưa cần anh. Con gái người ta không bốc thì thôi, làm sao phải căng thẳng. Anh ơi, thế là em... Anh ơi, thế là em không phải trả lời câu hỏi đúng không anh? Chị không phải trả lời. Dạ, nhưng vâng mà Ngọc Hoàng bảo bốc, mà bốc rồi thì phải trả lời thôi. Em bốc. Ôi trời ơi, anh ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, Ngọc Hoàng ơi. Thì trả lời đi. Dạ vâng ạ. Em đọc đây ạ. Uốn ẹp ủ tì tọt ẹp men đi bẹt ta là nghe bẹt ta là nghe. Cái gì đấy? À, câu hỏi tiếng Anh. One app good or many app better? Đấy, thế rồi. One not end. Biết rồi. Biết là câu hỏi tiếng Anh rồi. Nhưng mà thì từ từ để người ta còn dịch. Người ta còn phải suy nghĩ đó. Nhanh lên. One app good eat. One app. One app good eat. One app good eat. Good eat. Đấy, dịch hộ tôi cái. Dịch hả? Trong chuồng ọp ẹp có bao nhiêu con ụt ịt? Ôi giời ơi.
Tức là Ngọc Hoàng hỏi một cái app thì tốt rồi, hay nhiều cái app thì tốt? Rồi, tức là hỏi về app hả? Hỏi về cái app đấy. Rồi, rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tóm lại là một cái app thì cũng tốt, mà nhiều cái app thì cũng tốt. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, báo cáo Ngọc Hoàng cho thần hỏi là một app tốt hay là nhiều app tốt ạ? À, buồn cười nhỉ. Câu hỏi này là chị bốc, là Ngọc Hoàng đưa ra cho chị. Chị hỏi lại thế bằng thừa à? Trả lời đi. Trả lời đi. Ui, cái này sao lại hỏi em mà? Cái này là lĩnh vực của anh Táo Ảo, phải đi hỏi anh Táo Ảo chứ lại sao lại hỏi em. Anh ơi, anh câu hỏi của anh này, anh vào anh trả lời đi nhá. Này, đi. Hả? Chị sao? Sao ấy? Chị là một huấn luyện viên bóng chuyền từ bao giờ đấy? Quá. Câu hỏi của chị mà chị đáng mà phát sang bên này là thế nào đấy? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, câu hỏi này nó không thuộc lĩnh vực của thần, nhưng cái câu hỏi app này thì nó thuộc về anh Táo công nghệ. Xin phép Ngọc Hoàng, anh ấy không lên đây chầu, để thần về dưới hạ giới gặp anh ấy giải quyết vấn đề ngay ạ. Này, trả lời đi đã. Táo mạng, giờ còn một mình anh thôi, mời anh bốc quẻ, đừng câu giờ nữa. Không phải mời. Cần tất. Trả lời tất cả các câu hỏi. Chả làm sao cả. Được. Tập thể không trả lời được, người đứng đầu chịu trách nhiệm hết. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng vừa nói đây là một trò chơi dân gian đúng không? Đúng. Anh em, vào chơi đã. Đây rồi. Cỗ máy này, cỗ mốt này, tiền tốt này, đặt hàng này. Thôi, đừng có câu giờ nữa, giải đi. Đây là gì? Thẻ tre chứ cái gì? Tre. Cây tre gắn liền với người dân của chúng ta rất là nhiều. Tre, trời ơi, cây tre, tre xanh xanh từ bao giờ? Từ ngàn xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy guộc lá mong manh, mà sao lên núi lên thành tre ơi? Trời ơi, cây tre phải đi trồng tre, cây tre phải đi trồng tre. Này, tre ơi. Dạ. Vào đây báo cáo tiếp đi. Dạ, giải đi. Giải ạ? À? Ôi giải có ngay anh em ơi, vỗ tay nào. Giải đi. Mình giải là xong rồi. Mình giải là xong luôn. Bao nhiêu người cũng về đây. Em xin giải ngay bây giờ. Em xin giải ạ, em xin giải. Em đã giải xong rồi. Em giải xong luôn. Giải em giải xong luôn. Giải hết không còn một câu nào. Không còn một câu nào. Thế mới giỏi chứ, phải nói cái thằng cha này nó giỏi thật đấy. Này không... Táo mạng ạ. Dạ. Trong năm vừa qua chắc là ngươi lên mạng nhiều quá hả? Cho nên bây giờ ấy, đầu ngươi là có vấn đề rồi đấy. Không, thần vẫn bình thường mà. À, bình thường à? Vâng ạ. Đấy. Ra khởi bồng Ngọc Hoàng, thần không dám giải câu đố nữa đâu à? Không cần phải giải, cứ cầm lấy, bẻ gãy nó đi. Úi. Cho nó bẻ cái gì? Bà tự bẻ cái này. Thử sức khỏe đấy. Nếu mà khỏe thì còn cho ở lại, không khỏe về vườn. Nhưng mà cái thẻ này nó cũng như cái đôi đũa có chấu một phát ấy. Thôi bà Mộc Hoàng, thân bẻ một phát là khỏe lắm á. Dạ, sức khỏe đó, khỏe đó. Yên tâm công tác rồi. Ngươi. Dạ. Ngươi hãy bẻ đi. Thần bẻ cả bó này này. Vâng ạ. Thần tuy nhiều tuổi nhưng mà với thần cái điều này nó không nhiều ý nghĩa. Cố quá thành quá cố đứa đây. Ngọc Hoàng đã bảo tôi mà. Đứa đấy bị đẩy. Hai người mới được. Hai bạn. Ui. Để cả tôi vào đây. Thôi thôi thôi. Được ạ. Các táo thấy không? Chuyện dân gian về bó đũa ấy, vẫn còn nguyên giá trị của nó. Dạ. Ta muốn nói là nếu như một cá nhân mà tài giỏi đến mấy thì cũng không thể nào bằng sức mạnh của tập thể. Sức mạnh của tập thể mới làm nên được những chuyện to lớn. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, không hiểu sao những câu hỏi đấy Ngọc Hoàng cứ phải bắt các táo trả lời bằng được mới thôi ạ. Chẳng qua là ta muốn thử bản lĩnh của các ngươi, xem các ngươi có nhìn thẳng vào vấn đề hay không, hay lại thờ ơ với những việc đã xảy ra rồi đùn đẩy cho nhau như không phải là chuyện của mình. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, chúng thần đâu có ý đấy ạ. Cho thần hỏi, thế còn về cái việc áp của thần thì sao ạ? Nó là loạn áp. Làm như vậy là khổ dân, là khổ doanh nghiệp. Chị Táo xã hội, áp dụng công nghệ thông tin trong lúc dịch bệnh là rất tốt. Tuy nhiên, các táo lại không có sự kết nối, thống nhất về dữ liệu, mà mạnh ai thì người đấy làm.
Các ngươi cứ luôn miệng nói về 4.0, về chuyển đổi số. Nhưng ta thấy giữa lời nói và việc làm nó còn cách xa nhau quá. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, về cái vấn đề kit test của thần thì sao ạ? Phạm trù kit test của ngươi nó là hoa hồng đấy. Ngọc Hoàng đang muốn nhắc tới việc nâng khống giá thiết bị y tế, rồi chia chác, rồi đút lót cho quan chức ở CDC các tỉnh đấy. À, bây giờ mình hiểu rồi, lúc đấy tôi đã nghi ngờ rồi. Lúc mà Ngọc Hoàng nhắc đến cái chuyện mà thằng Việt con Đông Á thì rồi tôi biết ngay rồi. Các táo thấy đấy, trong khi cả thiên đình đang gồng mình lên để tháo gỡ những khó khăn ấy vậy mà, có một số cá nhân lại lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, để ăn, ăn không chừa một cái gì của dân cả. Chính vì vậy, ta sẽ đích thân chỉ đạo vụ này. Thật là đáng buồn. Khởi bẩm Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng bớt giận. Ta biết, trong năm vừa qua, không thể phủ nhận công lao to lớn của các táo. Các táo đã cố gắng hết mình, đã khống chế được dịch bệnh. Kinh tế thì có phần phục hồi và phát triển. Nhưng trong tình trạng bình thường mới này, các táo nên nhớ, cái gì mà dân muốn, mà dân cần, thì các táo phải khẩn trương, phải sắn tay lên mà làm, để làm sao cho dân có một cuộc sống thái bình, yên vui. Dạ, Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Còn bây giờ, các táo hãy nhanh nhanh về dưới hạ giới, làm tốt công việc của mình. Ta tuyên bố bái triều. Ơi, chưa, từ từ. Hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn ra căng thẳng. Thế nên các táo và tất cả mọi người đều phải nhớ các biện pháp an toàn phòng chống dịch, rõ chưa? Nhớ rồi, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, vẫn phải nhớ 5K. Một chữ có đồng ý trời, hai cùng nhau chẳng rời.